thầy ở đây ở trên trang trại mười bơ của công ty, thì như thầy đã biết, thầy có thể giới thiệu giúp em về cái tiềm năng cái giống bơ hát này ở tại Tây Nguyên không ạ? Bơ hát này thì chúng ta cũng đã có rồi, dạ, nhưng bơ hát là anh mời lấy từ Australia về, dạ, đúng rồi. Và phải nói là công rất lớn, dạ, mang về và nhân ra được, và chúng ta thấy hiện tại như thế là quả rất tốt. Dạ. Cái bơ này là trên thị trường thế giới người ta rất cần, dạ, người ta muốn có cái giống bơ này, và người ta đây nó không phải ăn to đâu, quả nó vừa phải, dạ, nhưng mà nó thích giống này, thế thì đây là một cái hướng rất là tốt để cho bà con có thể là phát triển mạnh cái này. Dạ. Giống này nó lại hay là nó bảo quản dễ, nó có thể đeo trên cây thêm 2 tháng, dạ, không hồng, chứ bơ khác là hồng, dạ, thì cái này là rất phù hợp để mà chúng ta có thể là xuất khẩu được. Thế thì nếu như mà bà con mình là tốt giống này, thì đây là một cái tiềm năng rất lớn để cho Đắk Lắk có thêm một sản phẩm, không những cung cấp trong nước mà có thể xuất khẩu được. Chúng tôi cho là hướng này rất tốt, cho nên là việc xin mời đưa được cái giống bơ này về cũng về Việt Nam cho nó thành công, và trong thực tiễn chúng ta thấy là quả rất nhiều như thế, thì cái là bà con có thể tham quan được và làm được, và cái này có thể làm ngay được. Chúng tôi mong rằng là sớm các vườn sẽ đưa giống bến giống bơ này vào để chúng ta tạo ra một hàng mới cho tỉnh chúng ta. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều và chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe để sức khỏe tiếp tục cống hiến hiểu biết. Cảm ơn em, cảm ơn em. Người dân Tây Nguyên. Cảm ơn em, cảm ơn.